Mà ngày hôm nay thì có những bản tin rất là đặc biệt về sự việc chàng trai U20 bị người cô đuổi ra khỏi nhà. Thì rất là bất ngờ, hôm nay Chuyện Bốn Phương nhận được một cuộc gọi từ một vị khách bí ẩn và tiết lộ cho chúng ta những cái thông tin rất là quý giá. Thì cô ba chị hãy xem hết video clip này để cùng suy ngẫm và đưa ra bình luận nha. Mời mọi người cùng nghe nha. Theo cái ý kiến của tôi là bây giờ cái tờ di chúc đó là ổng cho mà có mọc đỏ vậy á, Dạ. là coi như là thằng thằng Vũ này nè nó được quyền rồi, bây giờ không có cần kiếm cái bà chủ nhà nữa, không có cần kiếm bà cô nữa, mà tôi yêu cầu công an kêu bà này nè mua sức giấy tờ ra, hợp lệ thì ở, không hợp lệ thì đi, rồi tự nhiên bà đi kiếm bà kia. Nhiều khi báo quánh bài quánh số gì thiếu nhau bánh bánh nếm mình vậy thôi, chứ chưa có giấy tờ gì được hết, mà phải cho làm giấy làm tờ gì đâu đó. Bây giờ tôi yêu cầu là mấy ông công an á, khỏi lợi hỏi bà này 3 điều 4 triệu Vũ có bán không, giấy tờ ở đâu đưa ra không có, bà đi ra ngoài, rồi bà với bà kia thiếu đủ nhau á, nhiều khi chưa có bán buôn hết được nữa. Rồi đi kiếm bà kia đòi, đi bà kia đi kiếm bà nọ dễ hơn, mình đâu có dính líu gì là mình đi kiếm Dạ đó. vâng, ý kiến của cô thì con thấy nó cũng hợp lý, bởi vì nếu như bản thân cái người cô họ ấy kìa là đâu phải là người mà đứng đứng tên cái miếng đất này đâu, mà đứng tên là ông, gọi là vâng, đứng tên là ông bà nội của Vũ, mà ông bà nội của Vũ thì để lại di chúc cho Vũ rồi và có chứng thực của cơ quan chức năng. Chính vì thế và Vũ khi mà đã có những cái giấy tờ này thì có thể là minh bạch và đường đường chính chính là nhờ cơ quan chức năng vào cuộc là lấy thẳng căn nhà luôn. Bây giờ là ý kiến của tôi là nó tôi cũng là cũng có nhiều cái việc cái quan ức lợi tòa cũng đâu 30 lần rồi, là tôi thấy những cái chuyện gì nó bây giờ cái bà này bà mua hoặc bà không mua gì kệ bà, thì nhiều khi bà thiếu nợ người ta quánh bài quánh số không biết, người ta để đó, vậy thôi. Rồi này thí dụ mà bà như người ta bà thấy ra bà nói ừ bây giờ đó, tôi lầm lãi tôi mua, bây giờ lỡ tôi mua gì mà để tôi cho tôi xin đầu 3 tháng để tôi đi kiếm bà kia đặng tôi lấy số tiền đặng tôi mua cái nhà khác, giờ mấy ông cũng thông cảm đi rồi tôi sẽ trả lại. Nếu này nói như vậy á thì có thể là mình là đợi bả đâu 3 tháng cho bả hẹn hết hẹn cho bả giọt, còn mà nếu mà bả không nói bả âm thầm á thì mời bả ra nhà, còn cái nào của bả mua á thì mình nói với bả để em thẳng tôi trả tiền, còn nếu mà bả không chịu thì bả dở ra bả lấy đi, lấy đồ trong nhà ví dụ bả sửa cửa sửa gián đặt cái vụ cái gì đó rồi kêu bà đi kiếm bà kia làm gì làm, nhiều khi bà chưa có bán bà thiếu nợ nần chơi số chơi đề hệ tiền tháng tiền lời gì đó, rồi bà ta nếm đó đó chừng nào im ở đâu 3 năm mà nên giết cái thằng này được á, lấy giấy tờ á thì người ta mới bán buôn mới lấy tiền đủ, theo cái ý kiến tôi là như vậy đó. Còn nếu mà không có giết cái thằng này được á, không có lừa gạt thằng này được á, là không bao giờ, còn nếu mà ông nội không có làm tờ di chúc á thì tài sản này nè là được quyền chia, đứng ra là bán là phải kêu thằng này về nó đồng ý ký mới là chia, còn thằng này nó đâu có bán, bây giờ kêu nó nói là nhà này tôi không có bán thì mà tôi bán thì cô kiện tôi, giờ tôi không có bán thì để tôi thờ ông nội bà nội với cha mẹ tôi, ông nội với chị cốt chút, chừng nào mà con bán ấy, thì cô phải được quyền kiện con, còn cái này cô đâu có bán mà cô đi kiện con, còn cái chuyện cái bà này mua dẹp bà qua bên đi nhờ cơ quan đuổi bà ra cho bà đi kiếm bà kia cho nó dễ, còn nếu mà tình lý bà năn nỉ ở đâu 3 tháng mình bà cứ tìm nhà khác bà ở đó, thì cho bà ở là cái chuyện nó cho bà ở một bên, thằng Vũ dẫn vô nhà ở một bên đó Là cái vâng giờ này. thì con nghĩ là cái ý kiến của cô rất là đáng để mà tham khảo. Con nghĩ là luật sư sẽ tư vấn thôi. Thì một trong 2 ngày tới khi mà những cái thủ tục mà pháp lý về cái căn nhà này chứng minh được là hiện tại là nó đang thuộc về Vũ này thì rõ ràng rồi, có cả di chúc và có tất cả giấy tờ ủy quyền từ ông nội rồi từ bà rồi là từ bố mẹ của Vũ nữa, cho nên là bây giờ chỉ có Vũ là người duy nhất là người mà hợp pháp ấy, và đứng tên và sở hữu cái căn nhà này thôi. Và ngày hôm nay thì con cũng đã đến đây trực tiếp rồi nhưng mà nó đóng cửa liên tục cô ạ. Hàng xóm người Đóng ta cũng cửa. nói là đóng cửa liên tục, mặc dù vẫn có người ở nha, vẫn có những cái kệ xe máy để ở đó đấy, như kiểu là họ đang né tránh đấy, né tránh đó cô. Đóng cửa thì mình nhà mình thì mình lấy chìa khóa mở đi vô bình thường, nhờ cơ quan lợi về mình kêu lo bây giờ ông A này nè
Bây giờ cái ông B, ông B, C gì bán tôi cũng cần biết. Bây giờ cái ông A, ông ở trong nhà nè. Dạ. Ông đây tới 3 ngày, ông mới xuất trình giấy tờ, ông mua cách này sao? Thì ông kiếm bà kia ông đòi. Còn mà nếu ông nói được thì cho ông ở đỡ. Rồi thằng Vũ cũng dẫn vô ở luôn. Mà cho ông ở đỡ đang tới tìm nhà. Đó. Dạ. Ông coi kỹ, nếu mà cái tờ ủy quyền á, thì nếu mà chết á, thì nó hết đi. Thì trong khi thằng này nó được thờ, mà nhân bán là phải chia. Chứ không có được quyền bán. Còn nếu mà cái tờ di chúc á, là muôn đời nó vẫn là có hiệu lực. Còn cái tờ ủy quyền á, là cái người đó chết rồi là hết hiệu lực. Đúng không? Nó có hai thứ. Vậy là nếu như là giấy ủy quyền thì cái người ủy quyền mà mất rồi thì là cái tờ giấy đấy không còn hiệu lực cả cô. Không có giá trị nữa, mà nhưng cái thằng này nó được ở, còn nếu nó bán là phải chia cho các dòng họ, cô bác anh chị chú em rồi đó, là phải trong cái dòng họ thứ nhất. Còn chừng nào mà trong đó không có là mới chia cho là mới chia cho mấy cái người mà hơi xa xa, dòng họ mà hơi xa xa đó thì mà người ta về mới được chia. Nhưng mà Còn điều 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 quan trọng nhất ở đây là Vũ đã có cái di chúc của ông bà nội để lại rồi, có chứng thực của cơ quan rồi, thì điều đấy được, cho nên là cũng không cần một giấy ủy quyền đúng không cô? Nếu mà có cái di chúc á thì nó được là nguyên muôn đời. Còn cái giấy ủy quyền á thì ví dụ mình bằng giấy quyền là 10 năm nay mà nhưng bữa nay mới chết thì bỏ rồi đó, hết rồi đó, là không có còn xài. Không cái chờ cái tờ ủy quyền đó là nó vậy đó. Ví dụ như bây giờ là như gì gì ủy quyền cho con đi, là con người dân gì ủy quyền cho con đi, là cái số đó gì thiếu nợ ai bao nhiêu người ta cũng không có được quyền lợi lấy cái của đó, là cô ủy quyền không có được lấy cái của đó bán. Khi nào mà cô chết rồi á, là người ta mới lấy của lợi thành của cô, người ta mới được bán, là trừ cái nợ cô thiếu. Đặt ví dụ nghe đó, là hết á. Là ví dụ cô ủy quyền cho bao nhiêu năm không biết, mà yêu cầu chết là nó hết liền, nó không có còn. Vâng. Còn mà cái này mà lên mà nói á, là giống bên cô Sáu á, là không có giống. Cô Sáu người ta còn phải gạt thằng Vũ Linh á, để mà làm ký cái tờ ủy quyền sửa nhà người ta mới bán được. Còn cái bà này bà chưa có gạt thằng Vũ được, ký cái tờ ủy quyền cho bà đó. Cái này mà so với bà cô Sáu là chưa có đúng. Bà cô Sáu là bà dữ dằn, mà bà còn chưa dám làm ngang như cái bà này nữa Là đúng rồi, đó. Đó. bên chỗ trường hợp của bà cô Sáu thì ít nhiều cũng là em của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, còn trường hợp này là nó lại còn ác hơn là ở cái chỗ là cái người cô này là họ hàng xa thôi, là cháu họ hàng xa của ông nội chứ không phải là con của ông nội đó cô. Dạ, bây giờ là nói nhà giờ vào cuộc rồi á, bà này nói được, nói đúng á thì cho bà ở nhà vài bữa. Còn nếu bà nói đặng đi kiếm bà kia, còn nếu mà bà nói không đúng tuổi có ra liền, không có vô nhà ở trong nhà nó được. Tại vì á, là nhà của người ta, mình bà lỡ bà ở là bà đâu có đúng. Nha, bây giờ là bà gạt, đặng bà chơi, bà nói ngọt, nói dịu, đặng bà lấy giấy đấy đó. Ngày nào bà viết, bà dịch cái giấy đó, bà nhậu, bà nhẹt, bà dịch cái giỏ đồ đó, là có cái giấy buôn bán, cái giấy ủy quyền đó. Bây giờ kêu nó đem cái giấy ủy quyền đó, đó đi ra ngoài công chứng vài tấm photo, công chứng vài tấm lợ, rồi có giật tấm này còn tấm kia, ra phòng công chứng tấm có 3-4 ngàn, công chứng vài tấm lợ nói chuyện, ai coi thì đưa cái tấm công chứng, còn cái tấm chánh thì lấy giấy ép lợ 10 ngàn bạc để nó giật giác hết. Ý ý của cô đây là ví dụ như những cái thủ tục hồ sơ giấy tờ liên quan tới từ cái di chúc này rồi giấy ủy quyền rồi tất cả những cái giấy tờ ấy mà liên quan thì Vũ nên công chứng, và khi mà đưa ra để cho người ta thì chỉ nên như đưa cái bản công chứng thôi, còn bản gốc thì mình phải giữ lại đúng không? Giữ lại, mà trong khi nó kêu Vũ là phải đi ép đi 10 ngàn cái tấm tre trắng á, cái trắng là trắng á, ép lại khi nào nó giật nó không có bị rách, hoặc đi mưa nó không có bị hư lem đó. Rồi á, tôi là 15 năm tôi vẫn còn nè, mà là tôi có giấy tay với đồ cái trơn nè, không có là chết luôn. Là tôi mua đất mua cát chuyên môn nè, nó có giấy tay hết trơn, có giấy tay rồi á, là giấy tay hồi đó, bây giờ cái giấy tay nó có giá trị đó. Nếu mà mình lỡ làng á, mình sang tên mà sau này người ta lục không có cái giấy tay á, là người ta cũng hủy bỏ cái giấy tờ giấy bằng khoáng đất mình nữa đó. Bây giờ nó có cái giấy tay, trước khi thì đó mình mua 5 ngàn 3 ngàn nó có cái giấy tay 2 người ký, rồi mình lại mình làm bằng khoáng á, mình mới mới đưa cái giấy photo cho người ta, rồi giấy chánh mình giữ rồi đó. Khi sau này có ai tranh chấp ta đưa cái giấy tay ra rồi ta xử cho mình đó, là cái giấy tay đó, là cái giấy tay không ai chứng hết nghe, là mình đi mua đất lận mà mình phải lợi công chứng xong mình sang rồi, mà nhưng mà mình phải bằng cái giấy tay mình cầm trong mình nữa đó. Bây giờ là